Đây là con đường Phùng Hưng như quý anh chị nha. Hướng này đi ra ngã ba Thái Lan này. Ngã ba Thái Lan khu công nghiệp Tam Phước. Còn hướng này là đi vào An Viện, An Phước. Thì lô đất mình để nằm trên cái đường sẹt 1, đường ấp 7 này. Đó, từ đây vào khoảng 50 mét là đến lô đất anh chị ạ. Rồi, mình cùng đi nè. Rồi, lô đất nằm trên trục đường này anh chị nha. Đó, đường bê tông rộng thanh thang luôn. Và vị trí lô đất nó nằm ở đây anh chị. Đó, 6 x 22 phun thổ cư anh chị này. Đất ở đây thì quá là cao ráo sạch sẽ luôn ha. Dân cư ở tương đối kín rồi. Đó, anh chị đã nhìn thấy là khu dân cư hiện hữu của lô đất bê tông, đường bê tông này anh chị nha. 6 x 22 phun thổ cư. Sẹt 1 đường ấp 7 nha anh chị. Từ ngoài đường ấp 7 đi vào đây tầm khoảng 40 mét. Đó, điện ba pha này, dân đông này. Đấy, đây em sẽ quay cho anh chị này. Lô đất đây. Đó, nó nằm từ ngay cột này, ngay cột này đây, đi sang tận đây ha. Đó là 6 mét. Khu vực này là 2 lô 12 mét thì nó tới đây. Đất ở đây thì anh chị yên tâm ha. Đất ở đây cao, không sợ ngập úng nha anh chị nha. Dân cư hiện hữu thì đông đúc rồi. Đó, đường này đường thông, mình có thể chạy thẳng ra đây thì mình cũng quẹo trái cái là đến đường ấp 7 ha. Đi ra đường ấp 7 anh chị. Rồi mình đi ra cái đường này. Đây, từ đây ra ấp 7, cái đường ấp 7 này tầm khoảng 40 mét nữa anh chị. Đây, lô đất này thì cái đường bê tông rất là thuận tiện anh chị ha. Đường thông, mình đi vào đường nào cũng được. Đây, đường ấp 7 mới làm lại rất là đẹp ha. Mới đồ nhựa và làm hệ thống ống nước rất là đẹp luôn. Đó, lối đi vào lô đất nhà mình ở đây. Ấp 7 An Phước Long Thành anh chị nha. 6 x 22 phun thổ cư, giá chỉ có hơn 1 tỷ 6 thôi anh chị. Giá thị trường đang 1 tỷ 8, nhưng mà chủ ngộp quá bán lại cho một anh chị hơn 1 tỷ 6 thôi. Đó, anh chị nào mà quan tâm thì để lại số điện thoại và gọi cho em qua số điện thoại trên màn hình anh chị nha. Rồi, đường ấp 7 ha. Từ đây ra đường Phùng Hưng tầm khoảng 500 mét. Con đường này thì kết nối giữa đường Phùng Hưng với đường quốc lộ 51 anh chị. Đường này ra Bò Sữa Long Thành anh chị. Rồi, ok, xin chào anh chị nha. Anh chị nào quan tâm thì gọi điện cho em qua số điện thoại trên màn hình anh chị. Rồi, hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.